Xin chào tất cả anh em. Hôm nay Long gửi cho những anh em nhạc đi nhạc lễ bên ngoài, mà những anh em nào chưa có nắm được những cái bài cung cơm thì nay Long gửi cho những anh em đó bài Năm Ai Tới, bài Năm Xuân, Lớp Trống Xuân, Lớp Đã Úa. Rồi mời mấy anh em lắng nghe, Long đừng liên kết nhau. Xuất Thank you.
Bài Sưng thì nó cũng mình đợt ra một lớp thì nó có mấy câu quay đi quay lại. Lớp Trống Sưng thì cũng có mấy câu quay đi quay lại. Bài Đảo Bùa, lớp Đảo Bùa thì cũng yên vậy, mỗi cái mình làm một lớp một lớp một lớp là những bài bản để cho mình cung cơm. Rồi bây giờ Long Đờn riêng bài Năm Sinh và lớp Trống và lớp Đảo Bùa để cho anh em dễ phân biệt ha. Bài Năm Xuân là mình nói bên cái câu năm ai qua, thí dụ như thầy cung cơm thì cái hơi ông chuyển đang hát năm ai ông chuyển qua Xuân thì bất cứ câu gì mình cũng về Xuân được ha. Nhưng mà về cái câu xề của bài năm ai á, mình lấy câu đó mình qua Xuân là thường hơn. Cái đó là hết lớp của bài Nam Sinh. Rồi bây giờ Long Đàn lớp lớp Trống Sinh à, lớp Trống Sinh. Cái bài bản thì mỗi cái mình đàn lớp 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 nó có mấy câu quay đi quay lại thì nó có đừng rõ ràng đó. Rồi anh em cứ từ từ tham khảo ha. Rồi chúc anh em mau thuộc bài.